khi hợp đầu tiên em biết không chị Yến, khi hợp đầu tiên là chị thấy thứ nhất là cái tế bào da của mình nó chắc, nó mềm da mình. Rồi khi lúc đó là cái móng tay của chị nó mục quá, nó bóc từng cái móng đó. Chị nói ủa sao lạ vậy, bắt đầu cái khi mà chị mãi cho nó cái tay nó đỡ lại, những cái sơn nó màu này đi lên chị. Không, nhưng mà bữa nay da thấy đỡ nhiều, da nó đỡ nhiều, với chị thấy cái đỡ dòng không mắt nhanh, nè, đỡ không nhanh. cái dòng mắt với cái chỗ da này của chị nó đỡ nè, hầu như là nó dày. Em biết khi mà chị hóa trị cái da chị nó dày mà nhìn mặt chị giống như một cái xác chết, giống như mình không có khí sắc sống đó. Cái hồng cầu trong da mình sao cái mặt nó xấu đó. Bây giờ chị đánh một lớp kem thôi, chứ hồi đó mà chị đánh hai ba lớp thì nó nhìn mình vẫn ghê, còn bây giờ một lớp nhìn mình không đẹp nhưng mà vẫn đỡ thôi em. Thì bữa nay em đi làm hả? Hồi đó là chị tham bị cái gì, đi xét nghiệm rồi nói chuyện gì? Đầu tiên là nói chuyện bị ung thư máu, bác sĩ rồi đưa cái kết quả đầu tiên là nói chuyện ung thư đó. Cái chị nói là ung thư gan, cái chị ung thư gan kiểm trước chứng gan lên rồi vẫn còn lấy giấy di âm á. Cái rồi bắt đầu chị không tin, chị đi tiếp bệnh viện nữa là qua bên nhiệt đới đó, là nói chị bị có nằm móng ung thư, không có nằm móng cái gì ung thư. Tôi giờ lúc đó xỉu lên thì tôi chị nói là lúc đó là không có tỷ tiền là gì trên đời này nữa rồi. Là lúc đó thuốc rồi bắt đầu nói bị viêm gan C. Nó chị có cái bệnh án viêm gan C đàng hoàng thì bắt chị một một tháng là phải chích 4 mũi, phải tự chích tự vào thuốc luôn. Nhưng mà khi chích cái thuốc nó vô là nó giục, nó làm cho con người mình giục rất là sợ. Đầu tiên chích một tháng 4 mũi đó là em biết là tóc chị nó rụng, vuốt đâu là rụng đó, vuốt tóc hết, nó rụng tóc, nó rụng đến mức độ mà nó xói tóc mình luôn. Cái đầu tiên đến rụng móng tay em thấy rõ ràng luôn, khi vô hóa chị đó là móng tay rồi da mặt của em là nó bị hư hết, nó chết hết, mắt em mờ là tự nhiên em khóc nữa. Cái thuốc nó vô là tự nhiên em ngồi là em khóc như một người chết vậy, em khóc là khóc khóc như điên luôn. Mà em cái con người mình giống như là nó không còn một sức sống nữa. Chị vô tình là chị đi vô trong ông anh chị gặp trong Sài Gòn, chị gặp một người bạn ở bên nước ngoài về để người ta uống cái nu kinh, người ta đã xài cái nu kinh rồi, người ta nói chị là nên phải xài, người ta tặng chị chứ hồi đó không có tiền nữa. Nghĩ là hóa trị thuốc kia mà chưa hết mà làm gì cái nu kinh cái mấy triệu bạc mà hết, là chị về chị uống mà chị uống thì chị thấy ủa sao nó lạ, chị cảm thấy là ăn nó không có đầy hơi nữa, cái bụng chị nó không có chướng, còn cái là nó chướng to chướng. Khi mà mấy cái giấy siêu âm cái năm đó vẫn còn, chị vẫn giữ hết cái bệnh án của chị. Mà đó là chị sử dụng R2 không là hay có sử dụng R2 với cái hộp thuốc mà 5 viên trắng 2 viên đỏ tại vì khi mà em bị bệnh đó là nó làm cho xương cốt em bị nhức luôn. Em biết là những lóng xương của chị là nó phải rột 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 hết, cái lóng chân của chị nó cũng phải rột rột. Nhưng mà uống cái đó chị có 5 ngày thôi, cái viên mà 5 viên trắng mà 2 viên đỏ chị uống cái đó thì thấy nó nhanh nhất, nó hiệu nghiệm nhất là cái chân mình nó không có rột. Chị rất là cảm ơn cái thằng công ty này đã làm cho chị có sức sống. Còn cái mà uống 2 viên mà tối đi ngủ á, em biết cái đó nó làm cái giấc ngủ của mình sâu lắm, nó gáy. Chị chưa bao giờ biết gáy mà nó gáy còn gáy gáy đã. Nhưng mà sâu rồi bây giờ chị ngủ thì cảm thấy không còn gáy nữa. Chị cứ uống đó nhiều lúc chị cứ thấy nó ngủ mình không biết, nhưng mà nhờ những người xung quanh đó thì họ sẽ biết. Như chị cảm thấy là mắt của chị này hồi xưa kia nó mờ lắm. Khi chị hỏi chị là chị muốn nhìn cái gì là chị phải mang gương 2 độ luôn. Nhưng từ ngày mà uống cái mà đổi gen mà 2 viên ban đêm á, chị thấy cái sức sống của chị nó khác. Chị làm cái việc gì chị tự tin lắm. Chứ khi mà hóa trị là em biết cái nhà máy của chị dẹp hết, cửa hàng vật liệu dẹp hết. Nhưng mà từ ngày đó giờ là bắt đầu em thấy chị làm lại, chị không sợ. Chị có một cái sức mạnh trong cái con người nó lạ lắm. Cái sự tính toán công việc chị không có sợ nữa. Ngày trước rồi cảm ơn cái thằng mới kim này đó. Nên em thấy không, em nói thuốc nào là chị mua liền, chị đâu có tiếc, tại vì chị đã sử dụng nó rồi chị không có sợ. Nhiều người nói trời ơi cầm mua cái đó là nó lừa này nọ, chị vẫn cười. Bản thân của mình xài mình biết chứ cần gì phải nói. Nhiều người họ chưa xài mà họ cứ phán, người ta sợ, họ sợ.
nhìn một lần mà chị đi chia sẻ ai mà xài cái này được thì chị mừng. Trước mắt là mình xài cho bản thân mình thấy rồi mình phải chia sẻ cho người ta, mình giúp người ta chứ đừng có nói về tiền. Nếu mà nói về tiền cái nông kinh này nhiều người ta nghĩ là lừa trên cái hệ thống là uy tín với nhau rồi. Chị cười cười tạm chị nó không xài mà không xài nó không dùng vậy nên để làm gì làm gì. Mình chia sẻ này để cho những người còn đang chưa biết đến cái sản phẩm này chị. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà mình chia sẻ người là đúng rồi. Người thật việc thật đó. Vâng. Em biết khi mà nếu mà lấy chị mà đưa ra là những cái bệnh án của chị một lúc như vậy nè. Bây giờ chị vẫn giữ mà. Trời ơi, vô bệnh nhà thương chợ rẫy cũng kêu thôi đi về đi. Sống chắc mấy tháng nữa chú cho. Mà những người bạn của chị bệnh như chị nha. Người ta ý người ta có tiền á. Người ta chích. Người ta chích thuốc quá trời luôn, có 1 tháng 4 mũi mà phải là thuốc nó bỏ trong tủ lạnh. Yeah. Trời ơi, lúc bây giờ người ta chết hết rồi. Yeah. Mà quay đi quay lại, bây giờ chị vào. Yeah. Lúc cuộc chị không chích cái đó nữa. Yeah. Tại vì một lần chị là gan nhất nè. Tại vì chích cái thuốc đó vô là phải đi tới chỗ bệnh viện chích nè. Người ta nhìn vào mắt mình rất là chi là đau lòng. Khi mà đã chích thuốc nó vô là mặc cảm liền. Yeah. Nhưng khi tới rồi là y tá bệnh viện người ta nhìn mình với cái tinh thần mình rất là buồn rồi. Chị tự ở nhà chị chích. Tại vì cái đó là bỏ tủ lạnh xong là ai ông sẽ làm chích vô bụng như nào. Chị chích ra chị cầu xin trời đất, đó là giống như một ngày đó con làm được mấy chục triệu con bỏ vào đây để mai mốt lấy của đó để hồi môn cho con cái. Tự bản lĩnh như vậy nhưng cũng không phải. Em biết một lần chích rút ống thuốc ra là nó giật nó có giật gì này. Nó giật rụng gì này, chị bóp hai tay chân chẳng lẽ chết lúc này. Em biết cái thuốc nó ghê lắm, ở nhà chị khoảng còn mười mấy ống xin anh đó mà. Nhưng bạn chị thấy chích, nhìn bạn chị ai chích vô cũng mắc đơ nè. Hồi đó chị đi vào bệnh viện nhiệt đới chị rồi cùng một cái hệ thống chữa bệnh luôn á. Chị thấy cái thằng đó nó mới có ba mấy tuổi thôi. Hỏi em chích được mấy năm, nói em chích được 3 năm rồi chị. Nhưng vẫn như vậy. Tự nhiên thấy cái mắt nó đờ đó nè em à, bây giờ mình nghiên cứu với chị khác được không? Xong rồi mình cứ vô hết chị biết nha. Cái nó bây giờ không chích là chết chị. Nó nói vậy. Về cái bệnh viện mình không chích. Từ ngày uống qua lưu kim bây giờ mà không biết cái thằng đó như thế nào. Nếu mà mình có cái số điện thoại đó thì chị gặp nó rồi. Khi chị gặp nó là con mắt nó đờ rồi. Em biết không, chị thì còn chảy nước mắt, chị khóc nha. Chị khóc mờ mắt luôn. Nhưng mà cái thằng đó là chị thấy một mắt của nó không còn cái kiểu là nhìn đời và liếc qua đứng lại nữa không. Vẫn còn yếu như vậy đó. Nó thanh niên nha. Nó mới có 28, 30 tuổi thôi. Hồi đó là nó viêm gan C giai đoạn cuối như vậy. Chị nó cứ có chị nó biết chết người ta luôn. Cái thời điểm mà chị bắt đầu dùng cái R2 là từ tháng mấy hả chị? Từ khi nào ạ? Chị uống năm ngoái hả? 4 tháng thì cách đây chết khoảng mấy tháng. Uống thủ là 4 tháng. Đúng không? Hơn 4 hũ rồi. Là khi mình uống khoảng bao nhiêu... Chị uống cái hộp thứ 2 gian thì đã thấy thay đổi. Là bắt đầu từ hũ thứ 2 là thấy có kết quả rồi. Yeah. Cái hộp thứ 2 là chị cảm thấy là thứ nhất cái bụng chị nó không chướng. Yeah. Ăn được. Ngày xưa kia là chị thèm cơm chiên lắm. Yeah. Bị gan là bác sĩ nói là không được ăn những cái bệnh hết đồ ăn cứ tiêu trứng là không được ăn. Yeah. Nhưng mà khi chị ăn chị thèm mà đã cái nào cấm là cái đó lại thèm. Yeah. À cái khi chị uống cái này rồi chị ăn một chén cơm chiên. Chị thấy ngon quá, chị ăn kém luôn mà không được ăn trứng nữa, mà chị lại chiên cơm bỏ trứng nữa. Thế nó thèm nghi vậy đó. Chị ăn vô, ủa sao mà sẵn. Mà sau từ ngày chị uống đô kinh nha, chị lại hát, cái giọng hát nó trong. Nó không có bị rồ như ngày xưa chị vô hóa trị. Em biết hóa trị là lúc đó cái da của chị và tiếng nói của chị nó bị tắc hết, nó bị đơ hết luôn. Nên chị nói những con người mà đã bệnh gan mà đã vào cái thuốc đó nên ngưng ngay lập tức với bản thân của chị. Chị cảm nhận vậy. Còn nếu nô kim hay là do cái con người chị uống nô kim nó hết thì chị chia sẻ những người nào uống thử mấy hộp thì như thế nào chị không biết, nhưng mà chị thấy cái con người của chị là nó thay đổi từ cái nô kim ra. Chứ còn cái hóa chị quá sợ luôn. Một lần chích cái đó vô là chị thấy móng tay rụng này, tóc rụng nè, mắt đơ luôn. Chỉ là nhìn vào cái chết luôn. Khi mà đã chích cái đó nó đã bị cái tâm lý như vậy rồi, gặp người chồng bạc nữa thì ra đi rất là nhanh. Yeah, chị phải ghi nhận là cái thằng đô kinh làm cho chị thay đổi hết, chấp nhận sống lại từ đầu liền. Mà cái mà ngủ ban đêm á, chị thấy cái đó là thay đổi nhanh nhất. Cái hai viên mà ngủ đêm á, chị uống hai viên đó là chị thấy tối mình cái sâu giấc lắm.
Hồi mấy đứa trước chị ru giấc ngủ không được, chị mở kinh Phật chị nghĩ là ngày nào chết cũng không được. Nhưng mà cái viên, hai viên đó là chị thấy làm cái giấc ngủ chị rất là sâu, thay đổi được cuộc sống chị đó. Nên với ai sợ tiếc tiền chứ với chị là cái nuôi kinh là chị bỏ tiền là chị không có tiếc đâu, chị mua uống rất là bình thường. Mà có tự nhiên cái nói đến cái chị đâu.